cả. À, vâng đúng rồi. Đấy, đấy. Đi chợ bò con thượng mà. 10.000 là bao nhiêu? Ăn bò ạ. Đấy quý vị ơi. 10.000 sáu bó đi. Từ bên Tân Yên. Mà mang hàng để vay bánh sang bên Tân Yên. 10.000 sáu bó Tân này 20.000. Rồi kêu được. Chúng đây là gần đi xa gì không? Dạ vâng, kéo nhỉ. Cảm ơn chị nhé. Miến rồi, miến quý nó mua cho tuần mì không có phải năm nào phải cho bà nó thích ăn quan sát cho được. Cảm ơn chị nha. Vâng. Chúc chị năm mới vui vẻ nha. Vâng, chúc bác sang năm mới mạnh khỏe thêm một tuổi nữa. Vâng, cảm ơn chị. Đây quý vị, hàng họ kinh khủng. Một chợ quê mà đầy đủ các mặt hàng từ biển xuôi đến biển ngược quý vị ạ. Đây, quý vị, măng biến này. Giá măng này bao nhiêu cô? Măng này em bán 18. Măng này măng gì ngon nhỉ? Măng này là măng mầm Điện Biên. Mầm Điện Biên. 18.000 một lạng á? 180.000 một cân. Quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Nấm. Đặc biến. Hàng đặc. Miến rong Điện Biên. Đây, đâu giới thiệu đây. Cái này mình xem. Đây là kẹo quê. Kẹo quê. Nấm hương. Trời. Điện Biên à? Tây Bắc. Ơ không thỉnh thoảng. Em muốn chia sẻ, anh thấy toàn. Vâng. Anh biết với em phải không? Toàn vùng sâu vùng xa, chắc rồi là hôm nay mới được tận mắt thấy cái quầy hàng đây. Đặc sản Tây Bắc có chẩm chéo không? Chẩm chéo trên đấy có nhưng mà mình không đem về đây. À, đi ít thì ăn. Ồ cái biến này. Biến này rất là ngon. Biến này ngon. Đang Điện Biên này. Gạo Điện Biên năm nay 3 tiền cân. Em lại không hỏi. Năm xưa mua gạo Điện Biên ấy. Thôi đây, biến Điện Biên quý vị ạ. Thật tuyệt vời. Đấy quý vị thấy không? Cứ bảo bây giờ chợ quê giờ còn ngang ngửa mới để thành phố quý vị ạ. Đấy, quý vị đâu? Tất cả những nấm rồi thì các đặc sản của Tây Bắc cũng đã có mặt ở chợ quê. Hàng sạch, hàng có nguồn gốc của những người thân quen. Và đấy, quý vị đâu? Trời. Không, trên đấy nó có cái chẩm chéo hay lắm, tôi hay mua lắm. Đặc sản miến rong Điện Biên. Rồi. Cảm ơn cô nhá. Chúc thèm năm mới cô mạnh khỏe nha. Đây giới thiệu với bà con khán giả xem được là chợ quê hương của như em nó có những cái thứ mặt hàng gì. Đó. Ta. Nào, đó. Có mua cái kéo nào. Cạo sát không? Kéo có rồi. Ừ. Sát. Đây. Cái sát để rau có. Rồi, kêu về. Cái sát. Rau có quá chưa? Đấy, 15.000 thế này đi. 101 tròn. Ui, mặt hàng nè. 75.000 con dao. Đây là vàng mấy hả bà ơi? 150.000 là 150.000. Mấy em lấm nó chỉ một phát bây giờ đi nhá. Em kiếm tiền đẻ. Tôi không khủng bố. Thế làm nào được? Đấy, 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 đấy